Cô gái Cần Thơ khoe tiêm hai mũi vaccine Pfizer nhờ xin ông Anh. Chiều mùng 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân phường An Phú báo cáo vụ cô gái khoe trên Facebook đã tiêm đủ hai mũi vaccine Pfizer gây xôn xao dư luận hai ngày qua. Trước đó vào ngày mùng 6 tháng 9, trên Facebook cá nhân, cô gái trẻ đang trạng thái đã đủ hai mũi vững tâm kèm theo ảnh chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine Pfizer. Bài viết có nhiều người vào bình luận, cô gái trả lời rằng việc tiêm đủ hai mũi vaccine do xin người ta, xin ông anh. Bài đăng của cô gái sau đó đã nhận được nhiều thông tin trái chiều. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh, tối mùng 6 tháng 9, quận phát hiện tài khoản Facebook có đăng nội dung trên nên yêu cầu UBND phường An Phú báo cáo. Chủ Facebook là cô gái 26 tuổi ở phường An Phú. Cô gái tiêm đủ hai mũi vaccine Pfizer vào ngày 11 tháng 8 và mùng 6 tháng 9 do Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều thực hiện. Hát giải thích là người thân và ở cạnh nhà của Phó Chủ tịch phường An Phú. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, quận đồng ý việc tiêm vaccine cho người thân của cán bộ tham gia trực tiếp truy vết F0, F1. Trong quá trình chống dịch, nhiều cán bộ ở phường Ninh Kiều trở thành F0 và người nhà của họ là F1. Vì vậy, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đã xin ý kiến thành phố cho người nhà của cán bộ tham gia tuyến đầu được tiêm vaccine. Theo danh sách của Ủy ban nhân dân phường An Phú, H có tên trong những người được tiêm vaccine. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, quận chưa chấp nhận với báo cáo trên nên đã yêu cầu phường làm rõ. Nếu đúng là người thân trong nhà, thường xuyên tiếp xúc thì thôi còn nếu sai phạm thì xử lý nghiêm ông ánh khẳng định